còn tại đắk lắc với nhiều cơ chế chính sách linh hoạt hướng đến phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn bền vững thời gian qua lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã thu hút sự quan tâm đầu tư lớn của doanh nghiệp và người dân Đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắc có 20 dự án chăn nuôi quy mô lớn do các doanh nghiệp đầu tư, trên 3.700 cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại, 110.000 cơ sở chăn nuôi nông hộ, tổng đàn gia súc gia cầm trên 17,5 triệu con, sản lượng thịt hơi các loại hàng năm đạt trên 300.000 tấn, tốc độ tăng trưởng chăn nuôi bình quân 5 năm trở lại đây đạt trung bình 5% một năm.